Chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng cảm thấy hơi buồn vì xã hội có những cái việc mà mình cũng không thể nào mà lấy tay che bầu trời được. Tuy nhiên thì thông qua một cái video nhỏ để giúp quý vị và các bạn, những người không am hiểu pháp luật, biết để tự mình bảo vệ mình. Các bạn biết không, tôi có một trường hợp rất là không biết là mình sẽ đi theo cái hướng như thế nào. Do một cái người quen, chị đem cái tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đi vay một cái ông A. Và khi đi vay cái ông A đó thì hai bên có thỏa thuận rằng là trong thời hạn là 2 năm tôi sẽ trả lại giấy cho chị, và chị lại trả lại cái số tiền cho tôi cộng với lãi suất. Và thế là hợp đồng cho vay cầm cố cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác lập. Thì chưa đến thời hạn 2 năm thì thấy giấy của mình đã chuyển nhượng qua, tức là bán cho một người khác. Thì lo ngại thì họ đã có ý kiến mà về vấn đề này. Thì cái người mà cho vay họ bảo rằng là bây giờ chưa tới thời hạn hợp đồng. Các bạn ạ, bây giờ chúng ta làm sao? Không lẽ là ngồi bó tay, ngồi chịu, đợi tới hết thời hạn hợp đồng là 2 năm. Tuy nhiên là nay mới được có vài tháng thôi các bạn ạ. Hôm nay thông qua cái video này, tôi cũng muốn nói đến quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp chúng ta đi vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ hồng, sổ đỏ, thì chúng ta hãy tin rằng cái người cho chúng ta vay họ sử dụng có ý định là bán cái tài sản của chúng ta hay không, hay thực sự là họ chỉ cho chúng ta vay với mục đích lấy cái lãi suất. Các bạn không thể tưởng tượng được cái người vay 500 triệu mà không quen không biết với một cái lãi suất có 2% một tháng trong 500 triệu đó, thì các bạn sẽ biết rằng cái động cơ của họ đằng sau cái việc cho vay là họ bằng một cái hợp đồng vay mượn tiền và ký ủy quyền chuyển nhượng cầm cố thế chấp, tức là toàn quyền định đoạt cái tài sản này, và sau đó cái tài sản này sẽ được bán cho người khác với cái giá trị của cái nhà và đất của chúng ta lớn gấp 4, gấp 5 lần so với cái giá trị mà 500 triệu đồng này. Thưa quý vị và các bạn, với một cái ước mong, một mình cá nhân của luật sư không thể nào có thể giúp hết được tất cả mọi người. Tuy nhiên thông qua cái con đường làm YouTube, luật sư muốn đưa cho những người hạn chế cái kiến thức pháp luật biết để mình tự bảo vệ lấy mình. Các bạn nhé, tôi cho rằng trong trường hợp này cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự mới mong chặn đứng lại cái hành vi của cái người cho vay này. Tại vì bà bảo với tôi rằng là cho tới thời điểm này họ sử dụng cái chiêu này nhiều lắm, và ai thì cũng chỉ đến và hỏi là chưa hết thời hạn vay, và bán, cứ bán hết người này, hết miếng đất này, miếng đất khác của người ta, bán hết cái nhà này tính nhà khác thì rất là tội nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong điều luật nó có quy định, đây tôi trầm trên tay, đó là điều Bộ luật hình sự, điều 175, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bạn nghe tôi đọc nha. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Cái hành vi được mô tả nha quý vị và các bạn. Vay mượn cho thuê tài sản của người khác hoặc nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng nó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Tôi đọc lại cho quý vị và các bạn nha.
vay mượn cho thuê tài sản của người khác và nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Cái chủ thể, cái chủ nợ trong cái hồ sơ của tôi đang thực hiện là như vậy đó quý vị. Họ cho vay và cầm cố bằng cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong một cái thời hạn dài ra. Và sau đó họ đã có một cái động cơ bằng cách là thông qua cái hợp đồng ủy quyền để bán cái tài sản này. Thực sự nếu trong trường hợp không ngăn chặn kịp thời thì xã hội sẽ loạn hết các bạn ạ. Tôi cho rằng là ở đây nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Cái người cho vay xác định rõ động cơ là khi tôi cho họ, cái người đó cầm cố cái tài sản đó và đã bán cái tài sản đó, có động cơ đó các bạn ạ. Bán cái tài sản đó lấy cái số tiền lớn hơn, đặt giả sử tới hết thời hạn của hợp đồng là 2 năm thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chắc chắn là sẽ không có còn cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Vậy thì lúc đó khởi kiện, họ không đến tòa. Tôi muốn mổ xẻ đến quý vị và các bạn, những người đang hạn chế kiến thức pháp luật, mình hãy thật tỉnh táo trong trường hợp này. Để tòa án khởi tố một vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản trong trường hợp này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Về mặt chủ thể, động cơ của cái người cho vay, họ sử dụng cái hợp đồng vay tài sản để cầm cố, bên cạnh đó họ đã bán, họ đã chuyển nhượng cái tài sản đó cho người khác và dẫn đến đến thời hạn trả theo hợp đồng vay thì họ không có khả năng các bạn nha. Luật từ luật rất là chuẩn, vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng ước mong những cái trường hợp thực tiễn của văn phòng đưa lên trên những cái video để không phải một trường hợp của vị khách hàng của tôi mà tất cả mọi người đều hiểu những cái quy định pháp luật. Thông qua video này tôi muốn nói đến quý vị và các bạn điều gì? Thông qua cái video này tôi muốn nói với quý vị và các bạn, nếu chúng ta khó khăn về mặt kinh tế, chúng ta đem cái giấy sổ đỏ, sổ hồng của chúng ta đem đi vay thì chúng ta hãy xem cái lãi suất nó có phù hợp hay không. Lãi suất thông thường có thể là 3-5%. Nhưng tại sao họ lại chỉ cho mình vay mà lấy lãi suất có 2%? Thời hạn, tại sao họ lại cho mình vay với thời hạn là 2 năm, lãi suất 2%? Các bạn là những người phải thật tỉnh táo để mình tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ gia đình mình, tránh những cái việc đã rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Chắc chắn trong cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo cái điều 175 thì tôi sẽ quay lại. Nếu quý vị và các bạn có những cái trường hợp nào đó thì hãy share cái video này cho một số anh chị em có cái kiến thức hạn chế hơn để họ hiểu, để gia đình họ khỏi bị rơi vào trường hợp vô phúc báo tụng đình, mà thậm chí là đáo tụng đình cuối cùng tài sản cũng bị mất nữa các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng là trong năm 2019, chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ giúp cho quý vị và các bạn mỗi ngày biến được kiến thức pháp luật, và kiến thức pháp luật này sẽ lan tỏa đến từng người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.